rất là đơn giản, chúng ta chơi trò bể bóng. Bể bóng, bể bóng, nhưng mà trước khi bể chúng ta phải lăn bóng. Rồi, hai người trên cùng một đội hãy quay mặt vào nhau đi. Hãy quay mặt vào nhau đi, dạ đúng rồi. Sao một cái nằm đây vậy? Nó sai. Mà bắt ghế đứng lên cho bằng chị Kỳ đi. Thôi cứ đứng ở giữa, để giữa, để ở giữa luôn. Cũng ai cũng được rồi. Để giữa, đi giữa, em có sợ cấn không? Để ở giữa, để ở giữa. Cái gì vậy? Đứng em nè. Để lên. Mọi người ơi, hãy tập trung vào khu vực này của chị Kỳ. Rồi, khi mà chúng không nghe hiệu lệnh thì các bạn phải đưa quả bóng lên vị trí mà phòng yêu cầu. Đầu tiên, đưa quả bóng phía dưới chân. Thả xuống, không được đụng tay, không được đụng tay. Thả xuống, dưới chân. Cái chân nằm ở đây. Dưới chân. Rồi, xuống chân. Rồi, bây giờ các bạn phải dùng o gì Lan Quỳnh? Ngôn ngữ cơ thể đưa nó lên vùng ngực. Chân đứng này đưa nó ngực đi. Lắc lắc lên. Không được tay ra, dùng tay làm ngực cái này á. Lớn hơn lớn nè. Không được với chị Kỳ nữa rồi các bạn. Lên. Lên. Lên nữa. Đi vô. Dạ thôi em đứng đi, đứng lại.
chủ động đi, rồi đứng đi dựng đi. Rồi chủ động đi em. Chủ động đi. Chủ động. Bỏ đi, bỏ, 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 bỏ. Trời, mất nhân cần. Không, không bể. Không, em ngủi bể, coi, coi. Có bây giờ em làm ơn đi. À, em làm. Em làm sao bể bắn coi này đứng đây. Này. Chị có cách này cho nó bể không? Chị để chỗ nào chị kẹt cái bể hư coi. Bây giờ kẹt tôi nắp đi chị. Trời ơi, cắt hồi sinh chứ không nó sẽ được quà quá. Rồi xuống. Ok, ok, ok. Ơi, em bao nhiêu ký vậy? 70 ký mà không bể cô bóng. Chúc mừng em đến với bản thứ hai. Ủa còn nữa hả? Vậy là chưa thành trai thẳng đâu, cái này nữa nè. Chưa thẳng là cái nó mới 50 ngàn đâu. Một người, à đúng rồi. Khoan một đội. Để người ta bóng, áp bể bóng. Hai cái đều thế này, con cái thấy cái đẹp quá. Hai ngồi xuống bộ em. Cái thấy nó đẹp. Thẳng chưa, thẳng chưa? Nghe nói nghe nè, cái tiếng bể hồi nãy là bóng nào vậy? Bóng trái bóng phải. Thôi đi rồi, chị Kỳ ơi, chị thấy là mấy bạn chơi có xôn không? Ủa con hả? Cái tiếng này có kèm theo cái tiếng gì theo gì sao dữ vậy? Nãy ta nói ăn rau ăn đồ chị dữ nha. Chị Kỳ ơi, chị thấy mọi người có xứng đáng nhận được quà của chị đâu? Vậy thì mời chính bạn lên sân khấu nhận quà. Rồi đứng hàng ngang, chính bạn nãy có chơi có quà, có chơi có quà, chị Kỳ trao quà cho chính bạn nha. À, quà giống nhau đó rồi dữ vậy. Một cái cuộc đối chất. Anh em bắt nói chuyện với nhau hả chị à? Mời chị ngồi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, ngồi vòng vòng đây nè. Mình tâm sự mẫu. Ở đây ai chưa có quà đâu, em lên đây. Thôi em đã xuống đi ngồi đi. Ê, có 500 đồng nè, ớ tiền em. Bây giờ nha, sẽ có một vài câu hỏi liên quan tới chị Kỳ. Và chị Kỳ sẽ làm giám khảo trên một video nữa. Đây, video đang cầm. Một vài câu hỏi, rồi các bạn sẽ trả lời câu hỏi này và chị Kỳ sẽ làm giám khảo những câu hỏi xung quanh chị Kỳ thôi. Và chị Kỳ sẽ làm giám khảo để xem cái mức độ chính xác của câu hỏi tới đâu, xứng đáng nhận được quà hay là không. Nhớ nha. Câu đầu tiên dễ dễ cho mấy bạn có quà nha. Chị nhớ nhìn em ai giơ tay nhanh nhất thì mình chỉ bằng đó nha. Câu hỏi đặt ra xong, 1, 2, 3 mới vô nha. Rồi. Câu này như kiểu hổn nít đó, ăn nít đó. Chị Kỳ đã tham gia bao nhiêu mùa liên hoan phim Cannes, kể tên 1, 2, 3. Ôi trời ơi.
không? 1, 2. Ồ, có người một thôi, rồi trả lời đi bạn. Trời ơi, không biết nhớ không? Nó có bạn luôn. À, chị Kỳ tham gia càng 3 lần. Ừ. Ờ, 2015, 2016, 2012. Đúng không chị? Đúng rồi. Ủa 12 hả? 12, 15, 16, 13, 16. Là bà đi bà đi. 12, 13 Đúng rồi. Chị có xin nhắn nhận quà không? Chị nhận nữa thôi được không? Không chị giờ 3/4. Nè bây giờ mày chị còn không nhớ sao em nhớ. Chị nó có quà rồi, kể nó khỏi chị, khỏi chị để quà cho ba. Phải trả lời chính xác đi. Ờ, không, cái này dễ, cái này dễ, em còn biết mà. Ờ, câu 2 nè. Chị mặc cái áo hả? Chị mặc cái áo hả? Cái nào hỏi gì vậy? Cái áo luôn không biết. À, bật bao nhiêu cái gì? Hết không à, hết không à. Cái đầm gì vậy? Mày sai áo gì sao mày biết không? Rồi, câu này đơn giản luôn. Từ đứng giữa chữ Lý và chữ Kỳ là đi. Ai dừng? 1, 2, 1, 2 chưa bỏ xuống, bỏ xuống. 3. Ai chị, ai chị, ai chị. Ngồi thêm một lượt. Chặn lại đi. Chặn lại đi. Chị dọn đi, ai chưa có quà chưa? Đây, tại mày. À. Là chị Nhã hả? Đúng không chị? Đúng rồi. Sai rồi. Chị chọn đi, chị chọn sai tên chị, em biết mẹ em đặt tên chị đâu. Vậy hả? Đi ra. Rồi, gà con. Gà con. Gà đó là chữ bà. Chữ bà. Giữa chữ Lý và chữ Kỳ là cái gì là chữ bà? Đúng không? Đúng không? Đúng. Tên, tên chị và chị cộng biết. Câu hỏi gì tên bánh? Tên giám khảo ngạc nhiên là sao? Nói chung là mấy câu hỏi thì đây. Nhìn một gì? Rồi tiếp theo nha. Câu này cũng dễ nha, này không biết là buồn lắm á. Chị Lý Gia Kỳ thuộc cung hoàng đạo nào? Rồi. Em biết rồi. Thôi giờ quyền chọn luôn chị, mà em đếm chị cứ chọn, ai nói gì được. 1, 2, 3. Rồi chị chọn xong. Cứ giải đúng không? Đúng rồi. Wow. Lần này chị đúng rồi, một món quà cho bạn ạ. Muốn món quà không? Muốn món quà. Chị cái này hỏi thêm giao lưu thêm. Em lấy cung cự giải, em mua sai, em cự giải và em rành lắm. Dạ. Cự giải là những cái cung mà hơi bị cảm tính, những cái cung mà gọi là hay sống với cảm xúc á. Chị có thấy mình là người sống cảm xúc không? Đúng mà. Không ạ. Chị sống cảm xúc mà thế nãy giờ. Mọi người chị biết là câu nào của chị đúng rồi là được quà, nên là chị thấy chị lúc nào cũng nói đúng câu kia. Chị không có nói cái gì khác phải đâu. Đó chị ghê nhé. Hả? Ủa kỳ á, phải không? Cảm xúc và cảm xúc nè. Mà chưa kể là cung tự giải á, mọi người biết đến là một trong những cái cung mà cái nó có một cái sự lãnh đạo đó, cái tố chức lãnh đạo, chị thấy mình có cái tố chức của con người. Đúng á. Đúng á. Đúng rồi. Một con qua với cái kia. Ai hỏi bên ngoài này để biết này thêm về cảm tính cái gì không? Ủa chị có biết buôn sai của mình không? Buôn gì? Buôn sai, buôn sai. Sinh sai á là ủa đang không biết anh kể chị cho nghe nè. Cái cung sinh sai là cái cung mặt trời của mình, như chị Kỳ là cung tự giải, còn buôn sai là cung về mặt trăng. À, mình giải lý thì mình rành bá này thôi, tí xíu cuối giờ mà kể chị cho nghe. Rồi. Tiếp theo hỏi của mày. Bỏ liên quan câu hỏi chị Kỳ tiếp nha. Đây. Biệt danh của chị Kỳ là gì? Ôi má ơi, bà đếm nha. Đây. Ok. Bình tĩnh con, nói bình tĩnh con, không có gì luôn đó. Vietnam. Bữa đây thôi, bữa đây bị dẫn trước kìa. Trời ơi, ghé phòng nó đi anh em, nó hết hồn. Rồi, tay anh ai nha, đừng có đi anh em, nó lộn mấy mát nha. Ai chị, ai bạn này gì không? Cái này dạ là hoa sen hồng. Phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Em mời chị lên đây, chị có ngồi nói câu đó.
chị thì chỉ có cái gu chị trao quà chị nhúng cái chị nhận xét chị đúng rồi. Trả quà cho bạn ạ, hoa xương rồng của chị. Mà tại sao bị gắn gì là hoa xương rồng vậy? Tại chị thích hoa đó hả? Tại vì cũng đúng rằng là chị thích là bởi vì chị thấy cái hoa xương rồng nó sống và sinh trưởng phát triển trên một cái môi trường rất khắc nghiệt. Và khi mà mình là một người con gái mà đã vượt qua bao nhiêu sóng gió cả trong công việc, sự nghiệp cho đến nghệ thuật, thì chị thấy rằng là chị có cái loài hoa đó là hoa có thể sống được, nó khắc nghiệt nhưng nó sống được ở tất cả mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Để hiểu ý nghĩa của tên chính là hoa xương rồng đó. Mà vòng vòng đây thấy toàn là hoa hồng không? Lạc chủ đề hả? Thôi là sinh nhật năm sau nhớ để xương rồng nha. Có như về chồng, có như về chồng. Rồi, mấy bạn biết không, bình thường người ta nghĩ tới gì, người ta nghĩ tới gì, các bạn biết không? Nếu mà nhắc tới cái chuyện bạn nghĩ tới gì? Kim cương. Các bạn có hộp nào vậy? Nghĩ tới gì nữa? Thông minh giờ đúng rồi mấy bạn biết không, khi mà mọi người nghĩ tới chị Lý Gia Kỳ á, ta nghĩ tới mấy cái cụm từ bạn nói, còn không, mỗi lần nghĩ tới Lý Gia Kỳ á, tức là cái lần mà Phong bắt đầu thần tượng chị á, là Phong nghĩ tới sức môi. Chị ngạc nhiên tiếp rồi chị. Tại vì cái lúc mà năm 2012 không có thể kể chuyện về chị Kỳ ha. Lúc đó chị Kỳ không có đọc một bài báo, lúc đó chị Kỳ thấy chị Kỳ là hung một cái bé bị sức môi ở Hà Mớt á. Trời, lúc đó tự nhiên mình tức là lúc nào cũng nghĩ chị Kỳ là những gọi là ở đâu trên trời trên núi á. Không, cái này nói thiệt hả? À, không thể nào mà giống Tứ Quý á chị. Dạ, đổ quanh năm. Thì đó, tức lại là mình nghĩ tới những cái chuyện đó và thấy rõ ràng là chị không làm sinh nhật bởi vì sao? Ai cũng biết rồi, tiếp rồi, tiếp theo. Tao quê đó. Rồi, bạn nào nhớ được tên của quỹ từ thiện chị Kỳ là chủ tịch kim người sáng lập luôn. Bạn nhớ đủ không? Không, nhiều khi chị không nhớ luôn á. Quỹ hỗ trợ y tế Việt Nam, đúng không chị? Đúng rồi. Cái gì là cũng đúng á, chính xác của tên người ta, quỹ hỗ trợ phát triển y tế giáo dục Việt Nam. Nó bị nghề, nó bị lường chút xíu. Thật vậy chị đúng rồi, có quà. Trời ơi, chúng ta. Em bỏ tay chị luôn. Quỷ hà mà chị kia cũng đưa hết hồn, thấy mấy cái này là phải bất ngờ, mới thích chứ, bất ngờ. Rồi, hãy kể tên một số món ăn và thức uống yêu thích của chị Kỳ. Nó không đúng là dẫn nó nhiều quá, cả vài món đi. Rồi, thức uống nữa. Tại sao không ẩu luôn? Nước ai không uống mày? Trà đá. Chị có uống, thích uống trà đá không? Không. Đi về mày, đi về. Rồi, chứ không, ở bên đây nè, cho bên đây nói luôn nha chị. Rồi, chị thích ăn uống như này. Vụ uống đá mè bánh tráng trộn em cũng biết nữa vậy. Đúng rồi. Ở đây theo em thêm vụ đá mè bánh tráng trộn á, trong đá mè em nhận được á là bánh mì, hoa lan, bắp, nói chung là mấy cái thứ mà bự bự đó. chỉ ăn khoai to khoai nhỏ. Có người là sao hỏi thiệt mà không, ý em là chỉ thích ăn khoai mì hay hoa lan á, chỉ thích ăn khoai ngọt. Hay ngọt. Vậy vậy? Tao hỏi trong sáng này kia mày nghĩ vậy chị?
đi không? Trước khi vào đây thấy chị kia ít quá. Chắc trước khi qua chị cũng đậu cũng tôm rồi sao vậy? Ủa chị thích ăn cũng đậu cũng tôm hả? Ừ, ăn cũng riêu cũng đậu. Rồi sau khi ăn còn cũng có mất tôm nhập luôn. Là ăn xong sao mà hôn? Hôn nhỏ không à? Hôn nhỏ. Rồi câu cuối nha. Câu cuối nha, câu này thì mấy bạn chắc biết nhiều. Hãy kể 5 trên 10 bộ phim mà chị Kỳ đã từng tham gia. Ô lên kia. Dạ. Chị bảy là sao giờ lúc nha. Ờ phải chứ bảy không? Chưa đại á, đúng luôn hả? Đang ăn hết chưa kịp nuốt luôn. Hả hổng ra tút vô nè. Phim gì đóng cho đúng không? Bước chân Hoàng Vũ. Trời chị ơi làm động tác quen thuộc thế nào Vũ? Đúng rồi. Chị ơi mời ba em gì mời ba mẹ. 1, 2, 3. Đúng rồi. Chị trả thù rồi. Chị lấy công trả thù tư rồi. Rồi mình đọc tên lại cái bộ phim chị Kỳ đóng nha. Nhớ về nhà rảnh coi lại cho vui. Dạ. À, Kiều Nữ Đại Gia, Gió Lịch Mùa, Chiếc Giường Chia Đôi, Tình Yêu Còn Mãi, Chuyện Tình Yêu, Ghen, Giá Mua Một Thượng Đế, Thám Tử Tư, Bước Chân Hoàng Vũ, vừa gặp nhất là Mùa Hiện Hạnh. Đúng rồi. Rồi, hồi nãy giờ là những câu hỏi đặt cho các bạn để các bạn có quà. Còn bây giờ câu hỏi dành cho chị như sau. Dạ chị có quà không? Dạ chị lấy em không? Em tặng Paris cho chị. Chị ơi, bệnh gì cũng có thuốc chữa, SIDA còn có mà. Bệnh cuồng chị chữa sao đây? Bệnh gì? Bệnh cuồng chị chữa sao đây? Bệnh cuồng chị mang cuồng á. À, ai hỏi ai cuồng chị đi chị Kỳ nè. Giờ chữa sao đây ta? Chị Kỳ ơi, chữa sao đây? Khó quá à. Chị thuốc lắc. Sao? Hả? Không chữa được hả? Không, nếu mà là chị sẽ cho chị đang nghiên cứu sao mà cho cuồng hơn cơ. Dạ, chị không muốn chữa mà chị muốn cho cuồng hơn cơ. Bác sĩ với giám nghiệm có tâm ghê. Không chữa cho hết mà cho bệnh nhiều hơn. Cho nhiều hơn. Mấy bạn có tình nguyện bệnh nặng hơn không? Yeah. Đúng rồi. Này tìm lý giả kỳ có thêm câu đúng rồi. Mời lên đây chỉ có đúng một câu đó thôi mà. Khác đâu. À, câu thứ hai thâm thúy hơn chị ạ. Nếu được lựa chọn dù quay về quá khứ và đến tương lai thì chị sẽ chọn cái nào và vì sao? Sao từ xưa giờ chị cũng trả lời cũng không biết bao nhiêu mà chị đâu thấy câu hỏi nào mà khó như hai câu hỏi của em đặt nãy giờ đâu. Không phải dành người đâu. Khó quá ha. Lần sau chứ không mời lại này nữa. Dạ không hỏi nữa rồi mình qua tới cái mục tiếp theo nha. Không mà giả dụ như mình được lựa chọn thì mình sẽ chọn về quá khứ hay đến tương lai thì quay lại quá khứ hoặc là đến tương lai chị chọn cái này chị chọn quá khứ. Ừ, quá khứ tại sao hả? Bởi vì có những thứ ở quá khứ nó đẹp mà chị cũng muốn lưu giữ, và cũng có những thứ ở quá khứ chị thiếu sót thì chị muốn bù đắp. Có những thứ quá khứ chị chưa được quá tốt thì chị sẽ cố gắng mình tốt hơn, nên là chị sẽ chọn quá khứ. Các bạn ơi, quá khứ chị Kỳ có gì đâu, tụi mình vẫn yêu chị Kỳ mà, đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Nhớ chị đâu gần nha, họ đã biết tập hai câu thôi chị, ráng chưa được em chút nữa. Dạ dạ. Nếu đang trong toilet mà hết giấy vệ sinh thì chị sẽ làm gì? Ha 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 ha
Rồi xong chương trình này dùm anh, chị quýnh em chết chị ơi. Thôi lại với em. Chị, ủa này, chị sẽ gọi viện trợ. Không có điện thoại. Chị điện thoại gì? Chị sẽ sử dụng bất cứ cái gì có thể. Ví dụ? Không biết. Tại chị làm trong con ác là có cái gì mới biết được. Để tụi mình chỉ vô thử không? Em xài gì? Thư luôn rồi. Anh hả? Anh kể anh cứ đi dạy ra thôi. Tại vì anh đi tiểu mà. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái sao liếc anh vậy? Anh đi chung tôi lén luôn hả? Không cưới chị, khoa chị ăn hiếp em quá hả? Chị ơi, mới gọi báo chí đưa tin chị đập nhảy bất bại quá. Chị nhảy cho tụi em coi được không? Chị nhảy cho tụi em coi được không? Bữa giờ báo chí đưa tin chị tập luyện bất bại quá. Bây giờ chị nhảy cho tụi em coi được không? Đâu, thật ra là chiếu luôn rồi, coi rồi mà. Chị coi rồi đó, em coi lại mà coi like. Chịu không? Sân khấu là của chị, em không được. Quẩy nha, ai quẩy được lên quẩy nha. Giờ đếm đi. Có nhạc mà. Rồi. Dạ đi anh, dạ. Chị đứng trên ghế. Chị đi xuống phải là gì? Đó. Thì đó. Đó. Bây giờ vậy đó. Đúng không? Đúng không? Quay nha. Tôi bày chờ cho mấy người coi, mấy người. Hai, ba, đúng rồi. Mình sẽ hát bài anh trước đi nha. Dạ, tình yêu là thế. Dạ, vậy thôi, mọi người không coi chị vậy thì thôi. Trời ơi, thì thôi. Cái vậy? Cái vậy? Em nhảy tối hết trời ơi. Mới à. Ai gì nói gì vậy? Sao im lặng quá vậy? Nó có những cái hút như vậy kìa. Thôi mình nói mình nhảy theo nhạc, còn bạn nhảy cho nó theo nhạc. Ờ, bây giờ nè, bây giờ có một trò chơi thứ hai đó là nhạc lên. Chị Kỳ nhảy sau, tất cả mọi người nhảy theo chị Kỳ. Dạ. Ok. Stand up please. Chị muốn đứng ghế cho không? Chị bây giờ là em nha. Lên đây, lên đây, bà con lên đây. Mình sẽ flash mode với chị Kỳ. Lên đây, mọi người lên đây luôn đi. Quyết định là cái gì tối nay cứ chơi cho đã, ui cho đã đi. Cẩn thận bể bóng nha. Mẹ ơi, sao thấy? Nhẹ sôi động nha. Okay. Đổi nhạc nha. Nè chiếc cà đen hồi nãy anh chị Kỳ biết có bài đó hả?
Ai là ai đã làm cái gì vậy?